Dạ bạch sư, con muốn hỏi khi sử dụng năng lực của sự thật như phát nguyện rằng nếu tôi làm ... và đây là sự thật thì mong cho điều gì đó được thành tựu. Tại sao khi con muốn giúp người khác thì đa số làm được, nhưng con muốn điều gì đó thì ít được? Quý vị nhớ dùm sư là có những cái lời ước nguyện á, nó phải dựa trên cơ sở ly dục, chứ không phải dựa trên cơ sở của dục. À, thành ra đó là nếu như mà mình ước nguyện á, mà cái nguyện nó dành để cho cái lợi ích của cá nhân mình á, thì có nhiều khi nó không hiệu quả. Hơn nữa nó phải là một cái gì đó nó lớn lao kìa. Chứ còn mà ba cái lông gà vỏ tỏi thì coi như là mình dẫn mặt với cái sự tạm gọi cái sự màu nhiệm của năng lực của sự thật. Nha.